Kính mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn. Muôn đặng thành thần với Phật tiên, ráng tu ân đức chớ tu tiền, lợi danh chớp nhoáng như luồng gió, thay đó rồi đâu mộng mất liền. Sớm thức tỉnh tâm tầm đạo chánh, sau này về Phật với ngôi tiền, lập thân giúp thế nên công quả, muôn kiếp danh hiền sách dần biên. Chú thích: ân đức cũng gọi là đức ân. Đạo chánh cũng như chữ chánh đạo hay đạo Phật. Giúp thế là giúp đời, ban bố các phương tiện cho mọi người được hạnh phúc an vui, mà lòng bất dụ lợi. Đức Thầy từng khuyên: lánh thế chẳng bài danh lão sĩ, ngày nay các chỗ ngộ cuồng ca. Lược giải, tám câu này cũng phân làm bốn đoạn. Đoạn thứ nhất qua hai câu mở đề 1 và 2, ý Đức Giáo Chủ dạy các giới tu hành: ai muốn sau này chứng được thần thánh hay tiên Phật thì hãy ráng thi ân đức cho vạn loại chúng sanh, chứ chẳng nên lợi dụng tiền bạc để sống. Muốn đặng về thần với Phật tiên, ráng tu ân đức chớ tu tiền. Đến đoạn hai cập trạng, câu 3 và 4, ý dạy rằng: dù ta có tạo ra tài lợi và danh dĩ tước quyền, cũng không hưởng đặng lâu dài, bởi kiếp sống của con người quá ngắn ngủi, mới thấy đó rồi mất đó. Lợi danh chớp nhoáng như luồng gió, thấy đó rồi đâu bỗng mất liền. Tới hai câu luận 5 và 6, đối với hai câu trên, Đức Giáo Chủ khuyên mọi người sớm giác tỉnh nương theo chánh đạo, đạo Phật, tu hành để sau này chứng đạt ngôi vị Phật tiên, giải thoát sanh tử luân hồi. Sớm thức tỉnh tâm tầm đạo chánh, sau này về Phật với ngôi tiên. Phần hai câu kết 7 và 8, ngài dạy hành giả đã quyết chí lập thân hành đạo, phải có lòng vị tha, giúp thế độ đời. Công quả ấy dù trải qua muôn kiếp, sách sử vẫn còn ghi chép. Lập thân giúp thế nên công quả, muôn kiếp danh hiền sách vẫn biên.